tuổi các bạn ơi? Ba. Ghi em luôn đi. 40, 45. 35 tuổi. 35 chưa có trung đâu. 40, 45. 40 trở lên, 40 tới 60. Đúng không? Qua hàng 6 là già. Già rồi nó lão lão là từ 7 mấy 80 trở lên là lão ha, lão cụ gì đó không tính ha. Bây giờ trung niên như cô là trung niên đây. Thì mình cách điệu, mình hóa trang đây gọi là cách điệu. Chứ không phải là cô ngoài 40 mấy tuổi, ủa mà cô đâu có nếp nhăn đâu. Đó. Tại sao đây phải vẽ? Không phải, mình đang cách điệu tại vì mấy đứa có 20 tuổi, mười mấy tuổi. Nhưng lên sân khấu cái ánh đèn nữa, nó làm tác động như là mặt mình nó sẽ bị nhòe các nét đi, được chưa? Thì cô mà cô đóng vai trung niên cô lên vậy, cô cũng phải nhấn nhá những cái nét để gọi là trung niên, được chưa? Rồi, trung niên thì thứ nhất mình phải phân biệt ra, mình phải xác định ra thứ nhất là trán nó sẽ có nếp nhăn. Được chưa? Trán có nếp nhăn. Này chưa trung niên trán nó cũng nhăn này cô. Sao nó nhăn dữ vậy ha? Nhíu thì nó còn trẻ mà chị. Rồi, cái thứ hai là trung niên cho dù mập hay ốm gì cũng vậy là các cơ đều thòng. Mập cho dù nó có căng nhưng mà nó vẫn thòng cơ. Nhớ nha, cho dù căng vẫn thòng. Ốm thì nó sẽ thấy hóp hát, da nó nhăn ha. Rồi, thứ hai là đường nhíu mày. Ở đây cô gọi là, ở đây là cô sẽ gọi là nếp ngang trán nè. Cô gạch trước rồi cô nói sao. Ở cái chỗ này, mấy đứa thấy cái chỗ này, đường này không? Đây gọi là đường nhíu mày. Tại sao người trung niên có cái đường nhíu mày? Mắt yếu á, nhiều khi không đeo kính cái thành nhíu như vậy nè. Nó thành một cái thói quen á, thành ra nó sẽ bị nhíu ở đây. Cho nên các bạn còn trẻ, có nhiều bạn á hay nhíu nhíu vậy, bỏ thói quen đó, nó sẽ nhíu chỗ này, được chưa? Đó là gọi là đường nhíu mày. Rồi, đường nhíu mày. Và một điều nữa là bọng mắt, người ta sẽ có bọng mắt nó thâm, được chưa? Nó thâm và nó có bọng mắt, là đây gọi là bọng mắt, được không? Được chưa? Rồi, xong. Tiếp theo nữa là đường pháp lệnh. Đường pháp lệnh là đâu? Cười lên. Cánh mũi. Đây, từ đây nè, cô vẽ đây nè. Thấy cái đường này nè, cười đi nha. Ai cũng có đường đó. Rồi, xuống đây. Trung niên thì sẽ rõ hơn. Đây, đường này. Nếu mà người trẻ thì ít hơn, nhưng mà trung niên nó sẽ hằn vô, được chưa? Tại cái cơ này nó sệ nè, được chưa? Thì đây là đường pháp lệnh. Thì trung niên đường pháp lệnh nó chỉ tới cái khóe môi thôi. Người già thì nó mới kéo già, nó thòng xuống, được chưa? Cái đường này nó kéo xuống là cái cơ má mình nó sẽ thòng xuống, được chưa? Rồi. Và cái nhân chung sẽ sâu vô, tại da nó thòng, nó trùng á, da nó sẽ sâu vô, bị già. Cô chỉ phát họa thôi, một lát cô mới vẽ. Và cái đường này gọi là đường lẹm cằm, là cái hốc này nè. Nó sẽ tối, nó sẽ sâu vô. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi. Còn cái hóp gò má trung niên, nếu mà người nào mà mập á thì không thấy cái hóp gò má. Cái hóp gò má ngay đây. Người nào mà mập thì không thấy. Ví dụ các bạn đóng trung niên mà những vai sang trọng á, thì không cần vẽ đây cái hóp gò má này nhiều, vẽ ít thôi. Còn những người mà đóng vai giống như là nghèo, khổ, bệnh tật á, là phải vẽ cái này nó hóp hoặc là hóp vô. Được chưa các bạn? Thì cô sẽ chỉ những cái nét trung niên cơ bản các bạn tập, được chưa? Các bạn về nhà chịu khó tập cho cô, tại vì mình lâu lâu mình mới học một buổi, mà các bạn không tập cái vô đây mình ngồi mình tập lại mất thời gian, được không? Bạn mất thời gian của mình học được ít bài. Các bạn về tập xong buổi sau vô, các bạn ý thức tự làm lên cho cô, đúng không? Các bạn làm đẹp, từ đẹp các bạn lên trung niên cho cô, trung niên sang trọng luôn. Và sau đó sau, nếu mà cô thấy được, cô qua trung niên khổ cho các bạn luôn, được chưa? Là bây giờ cô lên trung niên sang trọng, là bây giờ bạn này đang đẹp, đẹp đúng không, là cô sẽ chuyển qua trung niên sang trọng cho bạn này trên gương mặt này ha. Thứ nhất trán, thì bây giờ các bạn đo nè, từ đây nè tới chân tóc. Nếu mà trán ai rộng quá thì mình chia làm 4 phần, còn trán ai mà không rộng vừa vừa thì mình chia 3 phần thôi. 3 phần thì mình sẽ gạch 2 đường thẳng thôi, được chưa bạn? Là được 3 phần. Mà gạch cái đường thẳng nó không có phải gấp khúc như vậy, mà nó sẽ các bạn cái vẽ như vậy đi. Rồi. Cái đường này nó sẽ bằng đỉnh chân mày, được chưa? Cái đường ở dưới nè sẽ bằng đỉnh chân mày, được chưa? Cái đường trên ngắn hơn một chút xíu, được chưa? Được chưa? Và để cho mướt đẹp, khi mình vẽ xong mình lấy cái đuôi chì vuốt, các bạn thấy nó mềm à? Cô vuốt nó mềm, được chưa? Rồi. Ở chính giữa cái đường này là ngay cái trục chữ T, được chưa? Là cô cho nó hơi cong nhẹ. Đừng có nhắc. Dạ, mặt. Các bạn thấy nó hơi cong nhẹ không? Dạ. Được chưa? Và cô vuốt. Cô vuốt đây là cho nó mềm nè.
được như các bạn, là các bạn thấy nè, nó nằm trên đường thẳng và cái này nó mờ vô nè, nhớ là vuốt cho nó mềm, được chưa? Bây giờ cô vẽ đường nét trước, bắt đầu sau đó là cô phác thảo trước, sau đó cô mới bắt đầu cô chỉnh sửa. Và đường nhíu mày là cô đi từ trong cái đầu của chân mày, cô đi thẳng lên, được chưa? Đường nhíu mày thì đường nhíu mày cũng phải đi hai bên, giới thiệu cho các bạn dễ nhìn, được chưa? Rồi cái hốc này cô đi nhẹ thôi, được không? Vết chân chim đây là đuôi mắt này, được chưa? À, bọng mắt nhìn lên bạn, nhìn lên trần, đây là bọng mắt nhẹ thôi, được chưa? Và cái bọng nó cũng không tới đây đâu, nó chút xíu thôi, được không? Đây là đường pháp lệnh nè, mình móc nhẹ nhưng mà ở đây mờ nè, nhớ là cô chỉ rất là chi tiết luôn nha, đó mờ. Và đây qua đây được chưa? Mặt rồi mạnh lên. Là không cần phải vẽ nhiều, lên, vẽ đúng lên. Cái chỗ mà nó nhăn sẵn rồi là xong rồi đó. Rồi lên, rồi các bạn thấy nè, cái đường nâu này nó nằm ngay cái đường lằn, cái lằn hằn đó nha, nhớ nha. Rồi bỏ xuống, rồi đây nè, rồi xong như con dữ. Rồi các bạn nhìn đây nè, ở đây nó sẽ có cái xương gò má, gọi là cái hốc gò má, mình đi nhẹ nhẹ chút xíu, một cái hốc nhẹ thôi, được không? Bắt đầu cô sẽ đi chi tiết vô nè. Rồi ngưng lại chụp đi Giang. Nhìn nào đây em ơi, con Hà nó bị chậm á, kêu nó nhắm mắt, nó ngồi hoài luôn. Nghiêng sang bên này. Này có đừng rút đấy nha, để mày ngồi mình rửa. Rồi ok xong. Vô thầy ngó đây. Một lúc sau nó mới tịnh tâm, nó mới biết là nhắm mắt. Phải không chậm à, người ta đi mất tiêu rồi, nó mới biết người ta đi. Đâu có để nhanh nhất diễn đấy không? Diễn. Đây. Trời ơi. Ai rồi em đưa đã? Có ai có cái hộp màu mắt nào màu đậm hơn tí không? Không, hộp lông mày của anh đâu? Đây đây chị. Đây. Đây cũng được, đây. Cũng được, cái nào cũng được á. Cái này cũng được. Cái màu đó nó nhuyễn hơn không? Rồi, bây giờ nào. Cô có cái này. Cô sẽ lấy cây này. Cô phân ra nha. Cái cây này cô dùng màu trắng dạng kem này nha. Cây này cô dùng màu dạng này cũng được, hoặc là màu mắt cũng được, hai cái nào cũng được hết ha. Thì bây giờ thí dụ như các bạn dùng cái này cũng được, dùng cái này trước thì dùng sáp trước đi, bây giờ cô dùng nè. Được chưa? Cô lấy cái đầu nha, cô chấm ra tay cho nó bớt đi ha. Có đầu nè. Cô tán ở đây nè. Tại vì hồi nãy là mình vẽ màu nâu nó đậm rồi, cho nên mình đưa cái này nhẹ nhẹ vô. Được chưa? Ha các bạn ha. Được chưa? Sau đó mình sẽ nhấn chút xíu màu này vô. Màu nâu lụa nha, đây là màu nén nha. Thấy không Giang? Có rất rõ. Rõ không? Bên ngoài. Rồi. Nhớ nha. Mình làm cho này nó tan ra nha các bạn. Giống như mình tô màu á, chứ các bạn đừng có để nó đậm quá nha. Em trắng hàng nó hai đường hả con? Trắng nó ngắn ngủn nên chị. Bên đây cô chỉ vẽ một nửa cây thôi nha, cô không có vẽ bên đây nha các bạn. Nè, cô lan tan ra nè. Cô vẽ một đường thôi, đường trên cô cũng không vẽ luôn nha. Cô vẽ cho biết rồi. Bắt đầu nè, cô vuốt nè. Đó. Xong, cô mới lấy cái cây cọ khác, cô đi màu trắng. Nhớ là đi đầu cọ nha. Đây. Thấy không bạn? Được chưa? Cô đi cái đường nó trắng đậm, bắt đầu cô mới tan lên. Trắng đậm vậy luôn à cũng. Đậm gì luôn, tán ra nhưng mà tán. Ít thôi, một lát mình phủ phấn lên nó rất là tự nhiên. Các bạn đừng có sợ trước mà mình phủ phấn. Đúng rồi, các loại mỹ phẩm dạng kem là phải dùng trước dạng khô. Bởi vậy tại sao bây giờ Giang mới hiểu là tại sao cô bắt mua kem. Kem khi mình đánh lên khối nó chắc nó đẹp, còn cái kia lên phấn mình đánh lên nó bệt hết, hiểu không? Rồi, đây là các bạn thấy ha. Mình
mình cứ để nguyên vậy đi ha. Và các bạn sẽ thấy là một đường đen rất đậm và đường trắng rất đậm, hai cái nó sát nhau và bắt đầu nó tan dần ra, lợp dần ra. Rồi tiếp theo là sau đó là cô sẽ đi cái nhíu mày đây, cô tán cái màu nâu đây rồi cô vuốt, nhớ vuốt nha. Mày giống nghiện quá hả ơi, bớt tập đá lại. Đây cô nhấn, cô đi cái đâu không cô nha. Gì vậy? Được chưa? Cái gì vậy hả? Rồi bây giờ nào? Thường thường mấy người mà lớn tuổi khi mà nhíu mày các bạn nhìn đi, nó bị trùng và cái đầu chân mày cái chỗ này là của cô. Nó trùng xuống, các bạn có thấy nó trùng không? Nó hơi gồ. Nó gồ lên chính xác. Thì đây mình sẽ đi màu trắng. Đây. Không, đấy là bộ gì? Được không? Thấy không? Chà, cái này là ra. Cái này là phải nhớ nhiều lắm đấy nè. Khó quá chị ơi. Em thì vẽ beauty vẽ còn chưa nổi. Được chưa? Đây, cái gu này nó sẽ to lên hơn chút xíu. Trời ơi, bà ơi. Trời ơi, tao muốn cắt cái mặt con Hà đi ghê. Đây. Và cái chỗ đó nó trắng lên rồi thì cái chỗ này nó phải sáng lên thì mới thấy cái chân mày nó mới thấy cái đường nhíu mày của nó trùng xuống. Bạn hiểu không mày? Bài này khó nha. Nhưng mà cô chỉ rất kỹ rồi, các bạn về bạn phải coi. Tại vì cô dạy là một chuyện mà mình phải kết hợp. Chứ bây giờ cô dạy xong về không tập cũng như không. Cái này phải nắm được cấu trúc sinh lý. Cái này là phải cái này là phải nắm được cấu trúc sinh lý mặt đó. Chị ra mặt trung niên á chị. Đây là hốc mũi xương chân mày nè. Hốc mũi nè, hốc. Chị vậy vậy con đang mày học cái bài. Và nhớ nè, cái chỗ này nè, đừng có nó cho nó nối lại như vậy rất là xấu nha. Và cái chỗ này mình sẽ đi mấy lớp màu nâu được. Hóc này nè, nâu, nâu. Được chưa? Đó. Và cái chỗ đường nhíu mày này vẫn giữ yên nguyên, không tán nha. Mình đi màu trắng lên luôn, không tán nha. Nha. Không tán ra nha, đặc biệt đường nhíu mày không tán nha. Nên nhanh chứ nhíu mày đâu. À, chim chim, không tán nha, xin lỗi. Được chưa? Một hồi để coi người sang trọng già cả hay nó sao. Rồi nhìn lên, rồi bắt đầu nè. Lông mi bung rồi nha em. Đúng rồi đó. Đấy, nhìn lên, nhìn lên. Đây là bọng mắt nè. Cô đi kem, cô đi kem trước như vậy. Cô đi bọng mắt. Ồ vậy sao mấy cái đấy nãy bọn em không phủ phấn vào cái bọng mắt là tự nhiên nó có bọng mắt rồi. Sao? Là gọi là già rồi đó. Có nghĩa là lúc mà make cái gì mình sẽ không dặm nền, không dặm mấy phần vào cái chỗ bọng mắt đó. Ủa, nãy là làm trẻ đẹp mà. Hồi nãy làm trẻ đẹp mà còn giờ qua già thì mình phải làm. Nhưng mà mình làm cũng phải vậy? Mình phải đánh phấn lên luôn được. Rồi mình vẽ lên thì nó mới ẩn lộ sáng từ từ nè, nhìn nè. Thôi ơi. Cái cô giật ra luôn đi, cô ngứa mắt. Cái kẻ cho mày của em. Cái kẻ của em. Chúng đi em mà cứ gắn lông bên giả. Nhìn lên, nhìn lên. Hồi nãy là cô đi cái màu kem rồi á, bây giờ cô mới đi cái màu nâu cho nó nhấn nè. Ở đây mình cứ liếm liếm đi, lát hồi cô dịch thêm cái gì rồi. Vậy hả? Đang quay đấy con Vinh nè. Cái gì mà cứ liếm ngoài vậy? Em ơi, già sang trọng em ơi. Chứ mà gọi là già mất nết em ơi. Ừ, bớt mất nết lại. Đây. Đây giờ không có nên nết rồi. Nhìn đây. Đây này. Cái chỗ này nó phải sáng lên nè. Nè, nó sáng lên thì thấy nhìn lớn. Tao quay phim rồi. Mình đăng lên YouTube đó. Nhưng mà cái chỗ đấy của con nó hơi ngứa. Cái chỗ đấy là chỗ nào? Ừ, nhìn chỗ lắm. Hơi ngứa. Nó đang ngứa. Nó đang ngứa. Chết thật rồi. Cái chỗ ấy đang ngứa à? Bây giờ đây là hình như cái chỗ này là không nào cũng chậm hơn 10 giây. Không phải, cái chỗ này nè. Cô hỏi thì nó nói cái chỗ ấy đang chỗ ấy, hỏi nó đang ngứa hả? Cô đang làm, cô có nói gì đâu. Mà con Hà thì nó chậm á.
Không, con có phải chậm đâu. Thôi mấy đứa ơi, bớt lớn lại nhé, để anh còn up lên YouTube nha mọi người. Thôi thôi anh ơi, nhưng mà em đang nghĩ cái gì đấy. Đây nè, đây nè. Nhớ nha, đừng có đi mà nó đậm quá cái đầu là cái mũi của con khỉ á. Nè bắt đầu tan lên. Trời ơi. Khó lắm á. Trời ơi. Chị ơi. Thôi kiểu này chắc chừng đấy ma lô chị quá à. Nếu mà đi đâu, nếu mà đi chớp. Cái kêu mà tự làm là thôi bỏ. Tự làm được mà chị. Được mà. Làm ngày đầu á. Về nghiên cứu lại một chị, lớp em nó mày ngang được không? Nó mày em giờ cái chế độ nó là ngang. Không có đỉnh, không có chóp, không có đỉnh, không có chóp gì lên sân khấu nó khác. Vậy được không? Không. Không, làm đến nhà đi làm sao? Cho mày em giờ hai cái thẳng đo ra luôn. Đỉnh nào? Nhưng mà chị xong đúng không? Không, chị mới vẽ đó xong rồi xong. Mới vẽ. Giờ sao? Đỉnh chóp hả? Chớ đậm lên thôi gì đâu. Hai cái mày đi lên thẳng đo. Đấy, cái mày cũng không được nha. Cái gì có chân mày làm cũng dễ hả? Đây. Đủ chỗ này phải sáng. Cho một cái cây to á, cái này đúng không Giang? Nhẹ. To cỡ này không cô? Được rồi Giang, cô lấy rồi nè. Đây 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 này. Cái chỗ này phải sáng nè. Sáng mới thấy cái má nó thầm á. Chỗ cái tay hồng á. Chỗ cái mặt phải một chầu giật luôn rồi đó. Cái mặt nó như cái tay. Anh Giang có mắt sáng không anh Giang? Có. Bắt sáng nhũ á. Bắt sáng nhũ làm gì? Đừng có đánh bắt sáng nhũ nha. Bắt sáng nhũ lên sân khấu quần quần. Đem đi. Ok mọi người đi nhìn em. Tôi sẽ tự nhiên thêm mắt lên đây. Màu trắng. Nè, đến cái bài này là hôm sau là tao không chỉ cho từng đứa một ở đâu đấy. Bởi vì tao làm thân tao không xong nè. Cái bài này hôm sau là vẽ cái như khỉ. Bảo đảm luôn đứa nào cũng như khỉ. Vậy có định đoán được từng bài luôn á. Đối về con xem. Con tập đi. Cái này con điện cho cô. Vậy thì để sau cô sẽ phải cô suy nghĩ cho nó đẹp. Nó đưa ra nó kích ra. Ừ, đó. Nhà có hai đứa cháu nữa đẹp. Nhà có 5, 6 đứa em nó đẹp. Chúng là sao? Chúng giờ kêu máy dùng rồi. Cái chỗ này nè bạn ơi. Nó đậm vậy đó hả? Rồi đây. Mới có đầu đó. Hóc Thái Dương nè. Ha. Tự nhiên mình già các cơ nó thòng và nó sẽ hõm cái Hóc Thái Dương ha. Lủng ở đây nè. Nhìn già quá à. Nó ra sao nhỉ? Như con khỉ. Nhìn như con khỉ nhỉ. Còn ngứa chỗ đó không? Cái gì vậy? Làm cái gì vậy hả? Ngứa chỗ đó là chỗ khóe mắt đi. Chị đang ngứa chỗ đó nhỉ? Đây, con mẹ rồi. Chỗ ấy không? Gì vậy giá? Trời ơi, chị ơi em đang tập trung quay mà chị bớt pha đám em lại đi chị. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu cái phần nâu rồi nè. Khỏi hả? Cái xương ai cũng có, chứ không có cây to. Nè. Đây cái xương này. Nhìn già quyết đủ quá. Thôi nha, để cô làm. Này anh đang rút phải có thầy đi nha Hà nhá. Ủa cất cái chuyện này. Cái gì mày thế? Gì thế? Ôi giời ơi mà ơi. Con này nhạy cảm vậy. Con này tuyệt phủ lại phân nén nè. Nhìn những khỉ già vậy. Khỉ ra mặt khỉ. Có cái gì mà trên nó khỉ già. Ôi cái lỗ mũi đen đen như trước rồi anh Trang. Rồi, cho nên cô mắm mấy đứa cô cẩn thận nó một con trình vẽ thành con khỉ. Rồi, đây đó. Bắt đầu cô gắn lông mi lại nè. Tại vì sang trọng vẫn phải gắn mi. Ok không? Sang trọng vẫn phải gắn mi. Và con mắt sẽ vẽ đậm hơn. Môi màu đỏ chứ không có môi màu hồng hồng gì hết.
và cái người trung niên á, cái chân mày của họ nó sẽ mỏng, nó không có dày nha các bạn. Rồi, thế là cô đánh má hồng, người trung niên màu má hồng nó cũng tối hơn tí xíu ha. Đánh cái xương gò má hả bà? Trung niên phải đánh má hồng cũng có chứ, trung niên phải đánh má hồng chứ. Mà là màu gì vậy? Cầm đất nữa không, màu đậm á, ký màu đỏ đỏ đậm đậm á. Alright, khác màu lại bình thường, màu này cũng không có đậm, ký màu đậm đậm. Hờ đẹp gái quá à. Phải để cái tôi được rồi đó. Ủa, nhưng con viên này trông dài. Ô này 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 na ha à. Này uống tóc lên là y chang đó cô. Ừ, đúng mà làm có con lược không? Có con lược không bà? Có cái lược xoăn này cô. Đây này. Nhà em nhiều lắm. Có keo không? Có. Có keo không? Không. Lấy cái giống hơi dính con dính hả? Rồi nhìn bà quý phái đâu. Quý phái là gì? Quý phái là gì? Đừng, cái này người ta làm gì nè, hớt lên nó mới già, kiểu Hàn Quốc mà. Bắt chéo chân lên chị. Đó, nó giống bà già rồi đó. Giống người đó của bà mà kìa. giống mấy bà. Thật ra mai mốt mà mình đi ra mình đi đó. Mai mốt mà tụi em đi chớp đi phim mà đóng vai lớn rồi có người bắt cấp chứ đâu phải mình tự bắt cấp hả con? Không, mình tự người ta bắt cấp thì nhầm, đóng kịch á. Đóng kịch là tự mình. Đóng kịch là tự mình chứ chị. Chừng đi đồng phim là có. Ờ, đóng kịch là tự mình. Ngoài ý là chị đang có đi lên đây. Phim mà em đi. Rồi. Không có, phim lúc nào cũng không có. Ra bà già. Qua kia đứng ở bên đây đứng gì đó.